Thấy người yêu bắt được hoa cưới, chàng trai quay đầu bỏ chạy và cái kết ngỡ ngàng. Theo đoạn clip ghi lại trong một buổi tiệc cưới, tiết mục cô dâu tung hoa cưới, thì một cô gái xinh xắn mà chiếc váy đen đã bắt được bó hoa với tinh thần hết sức là cố gắng và nhiệt tình. Cô gái liền hí hửng chạy đến khoe bạn trai, nhưng người yêu của cô quay lưng bỏ đi, gương mặt 3 phần bất lực, 7 phần sợ hãi. Thế nhưng chỉ một tuần sau đó, cả hai đã lên xe hoa cùng nhau mọi người ạ. Cư dân mạng chưa kịp trách móc anh chàng vì không nhận bó hoa thì đã vội quay xe chúc phúc khi xem tới đoạn kết. Đúng là tâm linh không có đùa được đâu, định mệnh chụp hoa cưới là có thật. Nhiều người để lại bình luận rằng anh phản ứng như vậy sẽ làm người yêu bị tổn thương. Nam thanh niên liền lên tiếng rằng thật ra thì một tuần nữa tụi mình tổ chức đám cưới rồi nha mọi người. Vì anh và bạn gái có cùng tần số nên đây là một sự nuông chiều chứ không phải như mọi người nghĩ. Và kết quả đúng như anh chàng chia sẻ, họ nắm tay nhau rạng rỡ trong ngày cưới. Xem xong đoạn clip, cư dân mạng đã để lại bình luận: không nuông chiều thì không đứng mà xem bả chụp hoa đâu, các bạn nghĩ lạc quan lên nè. Cái nụ cười nói lên tất cả, rất cưng cô gái đó nha. Chỉ là họ đùa tí cho vui thôi, tôi biết họ rất vui. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.